Ok, rất vui khi các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Kỹ sư hẻm thì lần trước cái video vừa rồi đó chính là giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm giá từ 200.000 để mà có thể bảo dưỡng cho dàn nhựa nhám và dàn nhựa bóng để mà sang Tết. Thì có rất là nhiều các bạn đặt ra câu hỏi là với những cái giá thành mà thấp hơn như vậy thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm nào khác. Thì với cái giá 200 thì chúng ta sẽ mua sản phẩm của Matte và Wing cho nhựa bóng và nhựa nhám. Nhưng nếu mà dưới 200.000 chúng ta vẫn còn muốn, chúng ta có thể lựa chọn cái thương hiệu nữa. Một cái thương hiệu đến từ nước ngoài đó chính là Flamingo. Đây, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm của Flamingo mà nó chuyên về vệ sinh vỏ lớp dàn nhám, dưỡng, có thể là dưỡng cả xe hơi, xe máy, tất cả đều được. Chỉ cần nó là đồ da, đồ gỗ hoặc là màu mờ, nhựa nhám mờ là đều có thể làm được. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng review cho các bạn đó chính là cái chai, đây chai đây đi, F003. Cái mã nó là F003. Thì cái chai này á, của nó chính là Thai Farm, có nghĩa là cái vệ sinh vỏ xe. Thì cái chai này là có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất, nó dùng để vệ sinh luôn. Nó có thể vệ sinh dàn nhựa nhám, vệ sinh dàn nhựa bóng. Nói chung là vệ sinh tất cả mọi thứ, tại vì khi mình xịt nó sẽ ra bọt. Và gốc của nó là gốc nước. Gốc nước, nó không phải là gốc dầu. Những cái loại mà gốc dầu á, thì nó sẽ rất là dễ trơn trượt vào trên cái bánh xe. Thì khi mình sử dụng cái này nó gốc nước thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới cái độ bám của vỏ mình, và mình có thể vệ sinh. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thí nghiệm thử cho các bạn xem ha. Thì bây giờ mình sẽ thí nghiệm với cái vỏ sau. Thì các bạn có thể thấy cái vỏ sau này mình để thì nó có vẻ nhìn nó hơi bạc màu, và nó có những cái vết ố dơ. Thì đầu tiên là mình sẽ lắc. Thì với tất cả các sản phẩm thì chúng ta đều phải lắc trước khi sử dụng. Rồi sau khi chúng ta lắc, chúng ta sẽ bắt đầu xịt nó lên đó. Đó, nó sẽ ra cái dạng bọt. Rồi thì chúng ta chỉ việc là để yên nó thôi. Chúng ta để yên cho nó, một lát nữa là sẽ khô lại là ok rồi, không là tự động nó sẽ bóng luôn. Và chúng ta có thể xử lý thử cả những cái trên những cái phần nhựa nhám giống như bên đây đi. Chúng ta có thể qua bên đây, chúng ta có thể sử dụng nó để vệ sinh một số cái thứ, chẳng hạn như những cái phần nhựa ngay sàn gác chân hay là thảm gác chân, chúng ta vẫn có thể sử dụng để mà vệ sinh được nó luôn. Đó, nó xịt ra dạng bọt cái như thế này. Chúng ta sẽ để như vậy để chúng ta hồi sẽ thấy sự khác biệt giữa hai phần. Rồi thì trong cái phần đợi chờ của nó thì chúng ta sẽ nói thêm về nó, thì nó là có công dụng vừa rửa được luôn. Đó, nó rửa và nó lại cả dưỡng luôn, có nghĩa là vừa rửa và rửa dưỡng. Sau khi xong chúng ta có không cần phải rửa lại, chúng ta có thể lau khô của nó cũng là ok rồi. Đó, thì cái chai này nó rất là nhiều công dụng, nó sử dụng được cho cả bàn ghế, những cái gì bằng gỗ, bằng da hoặc là mặt táp lô trong xe hơi. Cái này có thể rửa khô trong táp lô xe hơi cũng được. Đây là những cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng rất là nhiều mục đích. Rồi, ngoài cái chai F003 để mà rửa và vệ sinh này thì nó sẽ còn những cái sản phẩm mà giá dưới 100 khác. Đó, những cái dòng sản phẩm là dòng sản phẩm dưới 100 ha. Chai này thì chai 650ml, chai này rất là bự, rất là cao. Một cái chai giá rẻ nhưng mà cái hiệu quả của nó thì cao. Và đó, bây giờ bắt đầu tới một cái chai nữa, đó là chai F096. Rồi, cái chai F096 này á, nó là dưỡng nội thất. Thì bạn có thể thấy cái ly cà phê ở trên đây. Thì cái dòng này nó là cái mùi hương cà phê, nó rất là thơm, mùi cà phê sữa nó thơm lắm. Rồi, thì cái chai này nó không có tác dụng là rửa, mà tác dụng chính của nó là dưỡng. Dưỡng tất cả những gì mà nhựa nhám, bao gồm cả da, rồi nhựa nhám hoặc là sơn nhám, bất cứ cái thứ gì đó. Thì bây giờ mình sẽ test thử nó trên, bắt đầu ha. Bây giờ mình sẽ lắc. Đây các bạn hãy nhìn theo khúc trên đây ha. Đây khúc trên đây bắt đầu cái màu của nó thì nó, cái này là mình chưa có dưỡng nè. Đó, còn bên kia là hồi nãy xe mình đã dưỡng rồi, thì cái phần này chưa dưỡng, thì sau khi mình dưỡng lên thì nó sẽ như thế nào ha. Đó. Rồi. Thì khi mình vừa xịt lên á là bắt đầu nó sẽ có hơi thấm nước này. Thì thường á là chúng ta sẽ sử dụng những cái mà gọi là giống như là cái miếng bọt xốp á, miếng cái xốp bông á, rồi chúng ta sử dụng khăn khô chúng ta lau khô nó lại thôi, là bảo đảm cái vàng của mình nó sẽ như mới. Đó, thì bây giờ mình sẽ đợi một tí xíu ha. Rồi mình sẽ lấy cái khăn khô ở đây, trong này nó có cho miếng mút nè. Đó, thì chúng ta sẽ lấy cái miếng mút này, chúng ta thoa đều nó. Có nghĩa là chúng ta xịt lên chúng ta thoa đều nó. Đó, thì khi thoa nó sẽ có ra bọt tí xíu, không sao hết. Một lát nữa khi mà nó khô rồi á thì nó sẽ đều màu và nó bóng đẹp luôn. Rồi các bạn đợi tí xíu ha. Đó, các bạn bây giờ nhìn thấy nó bóng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi thử thêm chỗ khác. Camera có thể quay vô chỗ đó ha. Thử chỗ nào mà nó bạc màu đây nè. Đó. Mình có thể mình sẽ qua phía bên đây. Rồi, qua bên đây. Cái phía bên đây là cái phía chưa được dưỡng nè, bên kia là phía rửa.
Thì cái chai mà vừa rửa vừa dưỡng thì dĩ nhiên nó sẽ hiệu quả không thể nào bằng cái chai chuyên dưỡng được rồi. Thì sẽ có cái chai mà hồi nãy là vệ sinh, kia là chai giống như là chai lười, chúng ta sử dụng cái đó để chúng ta vừa rửa chúng ta vừa dưỡng luôn. Còn nếu mà ai mà có đã rửa sạch sẽ bằng những cái vệ sinh rồi thì sau đó chúng ta muốn dưỡng lại thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái mã F096 này để chuyên dưỡng. Rồi các bạn sẽ thấy ha, mình chỉ cần xịt nhẹ một ít lên thôi rồi. Đó, xong bắt đầu lấy bông. Lào nó, lào đều nó, rất là tiết kiệm, chỉ xịt một tí xíu vậy thôi là có thể dưỡng lấy cái màu này. Và cái mùi nó rất là thơm, mùi cà phê sữa thơm lắm. Ai mà thích mùi cà phê sữa thì có sử dụng cà phê sữa. Đó, tuyệt vời chưa? Các bạn thấy là trước và sau khi là nó khác nhau rất là nhiều. Đó, thì cái miếng mốt này sau khi xong chúng ta có thể cất vào. Đó, là có thể sử dụng. Ngoài ra, cái sản phẩm này á, nó là cái chai này thì chai F096 này thì chai của nó là dung tích là 500ml. Rồi, nó có những dòng khác mà cũng là dưỡng nhưng mà nó sẽ có những cái mùi khác. Chẳng hạn như mã F004S là mùi dâu nè. Đó, strawberry rất là hương dâu mình rất là khoái. Hoặc là hương chanh. Hương chanh thì nó sẽ cảm giác sạch sẽ hơn. Thì nó F004L. Rồi ngoài ra nó còn có cả hương đào nữa. Đó, có cả hương đào luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xịt thử ha. Để mình xem hiệu quả. Thì hiệu quả của nó là cũng như nhau. Nó chỉ khác là những cái chai này có hương á thì nó sẽ là dung tích thấp hơn. Giá thì nó vẫn như vậy thôi. À, nói chung là những cái sản phẩm này là dưới 100, tầm 70 mấy ngàn, 8 mấy, 9 mấy là có hết, tùy dòng tùy chủng ha. Đó. Rồi bây giờ chai này mình sẽ lắc ha. Mình sẽ xịt thử nè. Đó. Rồi. Hương dâu rất là tuyệt vời. Rồi, thì trong những cái chai này thì nó không có miếng bông gòn, nó không có miếng mút, chỉ có cái chai 096 này thì nó mới có miếng mút này thôi. Đó, chúng ta lấy miếng mút ra, chúng ta lau nó qua. Tuyệt vời. Mình sẽ thử tiếp cái vị hương chanh nha, cái mùi hương chanh xem nó như thế nào. Cái hương nó rất là dịu, dĩ nhiên là chúng ta xịt vừa phải thôi, chúng ta đừng có mà xịt quá trời luôn, quá trời quá đất thì nó sẽ khác. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm thêm tấm thảm đây. Đó, tấm thảm nè, tấm thảm nãy giờ tấm thảm cao su nè, các bạn nhìn nó mặt sàn dưới nè ha. Rồi tấm thảm bắt đầu mình xịt cái này, là chai này chai hương chanh nè. Đó, đó xịt vô là thấy khác liền. Mùi chanh. Đó. Đó, mùi chanh xịt vô là thấy bóng liền ha. Đó, tí xíu dưỡng xong hết rồi các bạn có thể sử dụng cái khăn khô để mà lau lại. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng tới mùi đào. Đó, mùi đào thì dĩ nhiên các bạn muốn biết cái mùi nó như thế nào là các bạn phải tự thử tự sử dụng, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho bạn cái đánh giá mình thích cái mùi nào hết nhất ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thử tới cái mùi đào. Mùi đào mình sẽ thử trên cái miếng thảm sàn ở phía bên đây. Rồi, các bạn nhìn kỹ ha, chỗ này nó đang bạc màu nè, nó đang xấu nè, nó đang ố nè. Rồi mình sẽ xịt vô ha. Xịt rất là nhẹ. Rồi. Hương đào này dễ chịu nè. Hương đào này ok. Nếu mà mình theo mình đánh giá thì mình thích nhất là hương đào. Kế tiếp là hương dâu và sau cuối mới là hương chanh, tại vì mình về cái cảm giác mùi vị của mình thì mình khứu giác của mình thích những cái mùi như vậy. Đó, ok, thì những cái sản phẩm này, những sản phẩm dưới 100 ngàn rất là phù hợp. Và xài rất là lâu, chỉ mới xịt tí xíu thôi là thấy ok rồi đó. Chúng ta chỉ cần thêm một cái vải khô để mà lau lại sau khi mà xịt. Dĩ nhiên bạn nên để một ít thời gian rồi sau đó hãy lau lại thì cái hiệu quả nó sẽ nhiều hơn. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay lại từ đầu là cái phần vỏ nè. Đó, sau khi mà chúng ta xịt cái vỏ lớn nè ha. Đó, cái vỏ nó được vệ sinh sạch luôn. Sau khi bỏ nó bay hết rồi chúng ta xịt sạch luôn là chúng ta để yên như vậy chúng ta sử dụng vẫn được luôn. Không có vấn đề gì cả, hoặc là muốn thì lấy khăn lau nhẹ lại cái là xong. Cái màu nó đã dưỡng hết luôn cho mình rồi nè. Đó, nó dưỡng cái vỏ rất là đơn giản, không cần phải làm cái gì cả. Xịt lên một cái là xong. Đó, thấy chưa? Rồi, ngon lành. Đấy thì với những chiếc xe mà mình dọn cho khách hàng thì không thể nào thiếu được những cái sản phẩm như thế này. Cái đặc điểm hay nhất của nó đó là những sản phẩm này là những sản phẩm ngoại nhập. Dĩ nhiên là sẽ tùy vào cái phân khúc cái chai của hàng lớp 71 thì nó là dạng xịt kia thì nó sẽ nhanh gọn hơn. Còn những cái hàng này thì nhất định là mình sẽ phải sử dụng thêm như là khăn để mình lau lại. Còn những chai kia thì là xài là cầm theo xài là dứt luôn. Đó, thì nếu ai thích Flamingo thì cứ xài Flamingo. Còn ai mà thích xài lớp 71 thì cứ xài lớp 71. Riêng mình thì nếu mà nói về mùi thì có vẻ mình thích những cái mà có mùi dễ chịu như là mùi đào hoặc là mùi dâu hơn. Nó sẽ tạo cho mình cái kích thích hơn. Mình nó thử mình... sẵn là mình xịt thêm cái da yên nữa nè. Đó, mình lấy cái này mình xịt cái da yên ha.
Dây yên đây, dây yên đang cái màu nó vậy ha, chúng ta chỉ cần xịt nhẹ lên thôi. Đó, là bạn thấy nó bóng khác rồi ha. Rồi, chỉ cần lấy vải hoặc gì đó thoa lên là các bạn nhìn thấy là cái sự khác biệt đó liền. Vẫn có thể sử dụng lại chai, vẫn có thể sử dụng lại cái chai vệ sinh vỏ để mà vệ sinh yên. Chẳng hạn như cái yên bạn dơ đúng không? Bạn lát đều nó lên. Rồi, xịt lên. Đó. Rồi, thế là xong. Đợi tí xíu họ nó sạch thôi là bạn chỉ việc lấy khăn lau lại thôi là xong. Rồi. Ai muốn mua sản phẩm, những cái sản phẩm của Flamingo này thì cứ theo cái đường link trang web ở phía dưới nhé. Và các bạn cứ bấm vào. Giá cả rất là phải chăng và là hàng ngoại nhập thì nó sẽ cạnh tranh rất là tốt trong cái thời điểm này. Hy vọng là các bạn đã có những cái món hàng thật là hữu dụng cho mình trong cái ngày Tết để mà chơi xe và dọn xe nhé. Chào mọi người.